được tổ chức bởi Megadance trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên thì cho em Quyên xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả quý vị khán giả, và đặc biệt là hơn 500 các bạn nhỏ cũng như là học viên của nhà Megadance đã bớt chút thời gian bận rộn cuối năm để chúng ta cùng nhau có mặt trong giờ phút này và có mặt trong chương trình ngày hôm nay để cùng dance.